cái tay đen hết luôn nha, không có điểm trắng nha các bạn, đúng chưa, không có điểm trắng, đúng chưa, hoàn toàn không có điểm trắng. Để mặt anh này là học trò nha các bạn, đúng chưa. Bây giờ thầy sẽ sửa từ từ, tới ngày anh ra khóa là mất hết mấy hình này, hiện ra nguyên một tác phẩm mới mà xài cái mật chất mật riêng của tiệm nha. Ok không, để thầy sửa cho từ từ, nhưng mà sửa mà không chịu học thì sửa nửa chừng thầy ngưng. Cảm ơn thầy, hỏi luôn bài này không có điểm trắng luôn, đen thù lùi luôn. Giống như anh này em vô học là mục tiêu của anh là đủ nó để sửa tay, đúng không? Công hay gì gỡ gió. Giờ có nghề giờ này chịu học thì đủ mới ok. Chịu học thì thầy có nhiều cái hình thức thì tặng, như tặng đồ hay tặng hình đồ này nọ. Không chịu học rồi đủ là tặng gì anh con ha, mới vô học 4 ngày rồi lấy hình rồi. Hello anh Nam, chuẩn bị quất bít cái giò nha anh Nam. Bị bít cái giò nha, nổ một lần hai máy luôn nha anh em. Thầy lúc mình đăng ký học rồi có gặp thầy không? Thầy gặp sư mẫu. Gặp sư mẫu thầy. Hên cho mày, nếu gặp tao là gặp tao, tao không có nhận đâu. Dòng xe rồi. Lộn mới lộn ngay dòng giữa xe luôn, tao lộn quá. Lúc đầu vô ngoan lắm, dạ thưa rồi. Nói chuyện nhỏ nhẹ. Dạ câu trước, dạ câu sau, dạ. Má học chơi góp nữa chứ. Chơi góp. Rồi mới dừng tới ngày góp rồi đó cho biết. 25 nha thầy. 21. 21 là tới ngày góp hả con? Ừ. Rồi cho trễ 4 chưa, ngày đi. Chưa thấy đứa nào đi học đồ mà học nghề mà đồ mới trễ góp, có mình mày. Trễ góp mà còn lấy hình nữa nha anh em. Thank you.
Không đau mà. Nào nó ráo ba má chích chùm. Đau không? Có đau không? Hiện tại giờ chưa đau. Chưa đau. Chưa thấy bị tụ dòng xíu nào. Xạo sự không? Dạ. Dạ, thằng Tâm chính là đau. Còn đau mới đúng là tôi đi ngủ. Sao? Cái nữa. Chào 500 anh em nha. Ba này lấy lại vốn rồi con cá nhá này cũng được cái không rồi mà mấy anh này chăm với đậu có sao đâu phước phần như anh này được thầy chăm. Ủa mày đang ngãi lên sửa điện không đâu sửa đi. Trời ơi con biết sửa điện kêu sửa điện. Ủa mày xem hình mới còn này ta sửa hình. Cứ leo lên cao sửa điện hồi nãy mà không xung phong lên đi. Hồi nãy dưới đây đụng cái thằng nào ghét nữa ngủ hết mình giao lên. Rồi tao lên chính thức trên đó luôn hả. Mấy bơm xài được chưa? Rồi đó nó bơm sọc hà đó. Bị chết có sao á. Được chừng nào hư. Cái này là xài là cái cũ đó chứ không phải là 6 năm. Cái gì? Cái cũ là 6 năm á. Cũ xài 6 năm. Cũng là cái hiệu cũ xài. Ôi, chào cả nhà mình nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha cả nhà. Đây. Có đồ mặt đầy mà đồ cũng rất là ngon. Kiến đâu cho thầy đeo quay. Ủa xăm đó mới đeo kiến hả? Ông thầy xăm ngay mô cũng bỏ không ghê mà. Xăm lâu đúng không? Tao đi mà thấy ông xăm lâu ghê. Thường có tao ở nhà đâu lâu vậy đâu. Đúng rồi. Okay, má đâm vô thấy thì rét chắc luôn. Trời đất ơi. Ủa lai chia mà gọi điện thoại từ sáng đến chiều mới về luôn mà chưa xong. Xong ghê thiệt. Xong cho nam thầy được một cái đó. Xong bà đó nghe mua giảm giá nữa chứ. Giảm thì cũng thường bắn bò nữa đó. Ở đây thầy Đạt mà xăm cho gái là được giảm giá nha cả nhà.
Gái đẹp đẹp là thầy giảm giảm hết luôn á, miễn phí phi luôn á. Nói vậy thế nào rồi, nói trên đó là người ta nghĩ chắc cũng không được thật sự là vậy, thật là nội mày thật rồi. Thử giờ thằng này nó xăm ngay cái súng lên nên từ rúng xuống một gan coi ông, coi ông quốc nó làm sao. Chào cả nhà nha, một tây tháng tư nè thì tôi là cuốn dụng thay giảng khóa học mới nha, bạn nào muốn học về sớm ha. Quay mặt học trò nè, đứng không lên quay lại mặt. Thấy không thấy? Cái mặt lên rõ lên để sau này cũng người nó cắn thầy nó còn nhìn mấy ngày nó bớt cắn rồi. Nói cắn tao cho người xuống lấy lại miếng da ra luôn. Tao cho người hả? Bóc cốc ra tao lấy bằng ủi tao ịnh lên xong tao đi đi tao về. Lấy một thôi, không lấy nhiều, lấy bằng ủi nóng ịnh lên. Chả da rồi đó. Không có lấy gì á. Hello cả nhà, dạ. Hello cả nhà, nay thầy tặng cho ông chơi với thằng ngáo với ông đụ không lại cho sửa cho sửa hình cái chết cái này gọi là lay á. Nói nó mà bị ngu lên tình bạn không giờ nghe hết rồi. Thầy tặng đúng không? Thầy tặng sửa hình cái chết nha các bạn. Có đau không? Chưa đau. Mày cạo. Vừa đau vậy lúc kia mua thầy ơi. Để chuyển vô. Chuyển được đâu rồi. Chào tất cả anh em trên Facebook nha. Chào từ quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5 luôn nha. Chào các quận nha. Chào các quận thành phố nha. Còn quận nào ai mà ở ven thành phố thì lên tiếng nha. Để mình chào luôn. Cho mình ngáo đại diện ra chào rồi. Ngáo đại diện thầy ra chào con. Cho mình ngáo lòng tiếng vô đó. Chào á, giờ anh em với thầy ơi. Hello, chào anh em đang coi Tato Đạt Phú Nhuận nha anh em. Dạ. Mới bạn sao mà cũng có nghe ngàn mày quanh tay mà chào quen mai. Thôi còn chào nữa thầy ơi. Dạ. Sửa hình như cả nhà, nên khách hàng mình mà có cái hình không ý thì cứ việc đến địa chỉ là 32 Thích Quảng Đức Phường Nông Nguồn Phú Nhuận như cả nhà để thầy Đạt tư vấn và thiết kế cái hình sửa cho mình, cho ra cái hình từ hình cũ hình hư mà ra hình mới như cả nhà. Phúc Lai chào thầy, con chào thầy. Okay. Một cái tháng tư này khai giảng khóa học mới. Những bạn nào muốn học nghề thì đăng ký sớm ha. Học khóa học 3 tháng là 15 triệu cả nhà. Khi học thì trong vòng 3 tháng học là sẽ ra làm được ha. Khi học thì cả nhà giữ gì khó là cho những bạn học khi học chịu học là sau 3 tháng mình sẽ làm mà mở tiệm được ha cả nhà. Thì tiệm thầy Đạt là chuyên về sửa hình nên chúng ta học từ hình mini đến hình lớn và học từ cơ bản đến nâng cao luôn ha. Thì chuyên về sửa hình đó, chúng ta nắm bắt được sửa hình giỏi thì lấy cái hình mới thì chúng ta xăm rất là dễ nha cả nhà.
đào vãi luôn. Em là cái này đỡ đau hơn ngay cái eo bữa hồng áo đau, nó xăm nó còn mạnh hơn. Thằng áo dạ bà này chị nhê gì chị mẫu ơi, con đứng quýnh lên cái eo nó giờ ghê mạnh dữ ha. Giật cho anh thầy á, giật cái tay dính rồi. Thôi con biết rồi, con biết rồi. Con biết rồi. Nói gì đổ ha. À, trái nguyên con bảy mất hai cái bơm rồi, đâu có biết là đậu như má lính mở ôm trái về tiệm luôn. Trời ơi, ok, xong. Con gái về dạo có hỏi mình xăm chỗ nào có luôn hả? Hả? Lâu hỏi lâu. Ở nhà tại giờ nó ghen lắm rồi. Nên vậy cũ thôi bình thường. Nó ở đi xa mà đâu phải. Gì? Nó đi xa chứ không phải cô gái. À, đi xa người vợ hả? Dạ. Cô vợ cũng xăm hình nhỏ nào chả được đúng không? Mình ghi tên rồi. Cái gì đi? Bấy hết. Bây giờ mấy anh này nhìn thấy mấy anh này chắc thích chịu học luôn. Cái này tụi chịu học mà. Tao không bỏ. Bỏ thằng chơi con. Mày cũng giỏi mà, có khiếu mà. Trời ơi, con đầu con hơi dữ luôn á sư mẫu. Đầu con quỷ kia lỗ mũi không có quýnh mà con quýnh vô mà bố không chịu. Làm sao? Là con mũi nó không có tô đen, con tô đen cái lỗ mũi luôn. Bố không chịu. Nó có chơi những thằng tiên tiên. Tại cũng có ăn gì chơi nhó gì chơi đó. Đừng chơi nha con. Dạ không có chị mẫu ơi. Con mình nha, mua kem chó mình thích rồi. Chết dữ nha. Đó là bản não. Lạnh dữ trời, ngồi lạnh dữ à. Tiền có ăn đặt con kem mà chơi. Để bán ở chợ nào? Dạ chợ Nhật Tân thôi. Nhật Tân hả? Để bỏ sỉ ra dạ, hả? Không, ra giống mẹ con là đẩy xe ba bánh xong rồi mua đi bán lại cho mua xong rồi đẩy vô mấy cái hẻm đồ đó bán. À, bán dạo á, bán dạo á. Mày có đi bán bả lần nào chưa? Dạ. Dạ không, hồi đó nhỏ thì Tết mẹ con có cho con đi rồi. Giờ dạ, lớn không đi? Lớn đi mất cỡ. Đậu gì mất cỡ hay
bạn còn ai nó biết mẹ không là bán nó. Giao chứ có bán gì đâu mà mắc cỡ mày. Dạ. Thì mẹ bán cực cỡ rồi cũng lấy tiền thì mẹ lấy tiền như đá. Lại luôn. Thương mẹ em mày thường thương thầy gì đâu đi cầm đi mẹ xuống nè em ăn cơm đi đã rồi cắt đi cầm đi cắt con đi cắt con đi ngồi đây bạn nó đi lỗi vậy.